ở mấy cái vũ trường của Việt Nam đó, với lại cái kiểu cao kê của Việt Nam mà ở thành phố á, cái nhà chút xíu gì nè, xây 4-5 tầng lên nó giống như cái hộp vậy đó, có chuyện gì xảy ra nó là cái hòm luôn. Đó là lý do tại sao ở các nước á, người ta phải có cái đường thoát hiểm là một cái thứ hai là người ta kiểm tra luôn cả cái hệ thống dây điện. Thí dụ như người ta nói là ở trong đó mày sử dụng bao nhiêu hệ thống thì cái đường dây điện nó phải đáp ứng được bao nhiêu cái kilowatt, rồi bao nhiêu cái watt, bao nhiêu cái ampe để không. Còn mình mà làm tầm bậy là ở tù chết bà luôn. Đúng không? Giống như các nước rất là quan trọng. Còn Việt Nam mình vô cái phòng một cái không có cái đường nào để ra hết. Tụ tập đông một chút xíu là họ bắt phải có cứu hỏa. Quý vị có biết cái hội chợ Tết của Việt Nam của mình á là phải có 6 cái xe cứu hỏa, phải có nhà vệ sinh, phải đầy đủ yếu tố. Rồi cái con đường mà nhiều khi á, mình có nhiều người Việt Nam mình mới qua Mỹ nó, ủa sao mấy cảnh sát này nó vô duyên quá, người ta đang đi chợ chơi chơi cái nó lấy chiếc xe cảnh sát nó chạy ngang. Nó chui vô cái hẻm nhỏ xíu, mà biết tại sao không? Đường đó là cái đường xe cứu hỏa với xe cứu thương. Cái ông cảnh sát á, thay vì ổng đi ổng cầm cây gậy dẹp, ổng không có làm cái chuyện đó. Ổng lấy cái chiếc xe đó, ổng chạy nhẹ. Ai mà để đồ tầm bậy tầm bạ, ngồi ghế ngồi đồ đó tự động dẹp. Ổng cứ quay cái đèn, ổng tới nơi ổng bấm, ổng cười, ổng nhá đèn, ổng cười. Ổng không có nhắc người ta, ổng làm cho người ta cái không khí lễ hội nó không bị căng thẳng. Nhưng mà lúc nào cái đường đó nó cũng phải thông. Thông là để chi, có chuyện gì á, có chuyện gì cái xe cứu hỏa chạy vô được, cái xe cứu thương chạy vô được. Còn ở Việt Nam mình là xây tá lả hết, cấp giấy phép tùm lum hết. Rồi người ta còn tính đến cái cửa sổ đó đó, mà có chuyện gì á gõ làm sao để cho nó dễ nó rớt ra nữa. Chứ không phải là nói cái kiến cường lực. Việt Nam của mình á có nhiều nơi gắn đồ xịn á, cái kiến cường lực á mày đập hoài không bể. Chết bà luôn á, không có đường đi ra luôn. Nó có nhiều thứ lắm rồi, cái người ta có cái những cái chuyện đó để dành khi mà có cái hoạn nạn, có cái tai nạn xảy ra mình mới thấy nó có cái hữu ích. Đó là thì mình mới nói, còn ở Việt Nam mình á là xây sao cũng được hết. Cái vô cái chỉ lo rồi, ở trên quận người ta qua rồi, cái lên đưa tiền cái xong, đưa tiền cái xong. Rồi nhiều khi phòng cháy chữa cháy xuống đâu có đi coi đâu. Xuống cái ngồi ở phòng khách vậy nè. Đó, cái rồi chủ chạy ra hay quản lý gì đó chạy ra, bữa nay mấy anh đây là liên đoàn kiểm tra, một bên thì là kiểm tra bếp, một bên kiểm tra dây điện, kiểm tra gì đó. Là xong rồi tới coi rồi xong để phong bì hết rồi ký đi về. Trời ơi cái bà này bà bán mắt. Cái đồ mà đi qua bên Việt Nam á nó không có mua bảo hiểm. Cái dụ như cũng cái hộp đó mà nó có cái hãng bảo hiểm mà dán vô á là cái hộp đó nó phải bị đội lên 30%. Là tại vì người ta mua bảo hiểm, tại vì nếu mà quý vị xài cái sản phẩm đó mà quý vị bị cái gì á thì nó đền 1 triệu đô. Thành ra là cái công ty nó phải mua cái đó, mà cái đồ đó nó mua để nó bán cho thị trường của Mỹ. Rồi cũng cái hiệu tương tự giống như vậy, nó bán cho thị trường của Việt Nam nó không cần. Đó là lý do tại sao nhiều người nói ủa sao Heineken về Việt Kiều bên này nè, về Việt Nam nói ủa sao Heineken Việt Nam uống mùi kỳ, nó không có đã. Nó khác nhau nhiều lắm quý vị, tại cái Heineken, cái chai Heineken bên này nó có tiêu chuẩn cái bảo hiểm của nó để khi người ta uống có cái chuyện gì. Hay là giống như cái trái cà chua cũng vậy thôi. Trái cà chua từ ở dưới chợ, vừa từ dưới cái siêu cái trang trại mà đi lên tới cái chợ nó phải có cái bảo hiểm đó. Người ta ăn có chuyện gì ở cái nhà vườn người ta không có bị cái gì hết, tại vì người ta đã mua rồi. Thành ra chính vì vậy cái giá thành nó cao. Nhiều người Việt Nam mình nói thôi tao mắc quá để tôi mua Việt Nam. Đúng, quý vị mua Việt Nam được, đó là những đồ ăn. Nhưng mà lỡ có cái chuyện gì quý vị biết, ở bệnh viện của Mỹ vô trong đó nằm lâu lắm. Đó là lý do tại sao nhiều người nói ủa sao mấy thằng Tây nó nhát quá. Ok, nó đi về Việt Nam nó sợ đủ thứ đó. Không phải quý vị, tại vì nó biết là Việt Nam không có bảo hiểm. Nó đụng vô cái chuyện đó không ai đền cho nó hết, thành ra nó kỹ. Đó là cái văn hóa nữa, thành ra hai bên của mình khác nhau nhiều lắm. Thấy không, cái nhiều người Việt Nam nói trời mấy Việt Kiều chết nhát, mấy Mỹ chết nhát. Không phải, Mỹ nó không chết nhát, nó khôn quý vị. Nó vô nó dòm dòm cái chỗ đó, nó thấy ngồi không ổn, nó nói cho mày tao ngồi ngoài đường đi.